chúng ta chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có tổng thống mới. Không biết là phụ nam hay là phụ nữ đây, ok? Hy vọng sẽ là người phụ nam nha quý vị, đàn ông nha quý vị. Rồi trong phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi này xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng, nhanh, gọn lẹ và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, bất ngờ vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden hạ lệnh cho Ukraine tấn công lính Triều Tiên, quánh lính Triều Tiên vì sao và tại sao nếu lính Triều Tiên dám làm cái điều này. Nội dung thứ hai, vào ngày hôm qua, không biết ông Bảy ông lú lẫn hay là ông lỡ miệng hay là ông không biết ông đang nói cái gì, nhưng ông ta đã đổ dầu vào lửa và ông ta đang phá hoại ứng cử viên Harris vì sao và tại sao. Và sau khi ông ta làm cái điều này thì tòa Bạch Ốc vội vã sửa chữa sai lầm của ông ta. Điều đó là điều gì? Chút xíu đó tôi Lê sẽ bật mí. Và nội dung thứ ba liên quan tới miền Nam California. Vào ngày hôm qua, FBI đã triệt phá được một cái nhóm rất là nhiều người đã cướp ngân hàng rầm rộ khắp miền Nam California. Bà con cẩn thận củi và lửa. Rồi đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong phần số 1. Sau khi kết thúc, mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận và mẫu sẽ. Rồi, trước khi đi vào chia sẻ thông tin thì Tony Lê nói cho quý vị biết luôn, để cho quý vị khỏi phải hỏi Tony Lê, là lý do tại sao cái thị trường nó rực lửa, nó màu đỏ, nó giống như là một cái bãi Thượng Hải, đúng không? Là tại vì vào ngày hôm qua Tony Lê đã nói với quý vị rồi, cái tuần lễ này nó rất là quan trọng, tại vì có rất là nhiều công ty nó báo cáo doanh thu. Thì vào ngày hôm qua có những công ty ví dụ như là Microsoft, Facebook, Coinbase, Robinhood, nó báo cáo doanh thu đồng loạt không đạt chỉ tiêu. Nó kéo nguyên cái thị trường sell off, tức là rầm rộ bà con, cô chú bác súng nhau bán ra. Cho nên hiện tại bây giờ cái thị trường nó rực lửa và nó là một cái dũng máu, ok? Ngày hôm nay sau 3 giờ trưa, chúng ta sẽ có hai cái công ty, đó là Amazon và Apple, nó sẽ báo cáo doanh thu. Nếu mà hai công ty này trưa nay ok đó thì cái thị trường nó vẫn đẫm máu, nhưng mà nó đẫm máu ít ít. Còn nếu mà nó không ok một cái nữa thì rồi thôi, chúng ta đi về nước Việt Nam làm ăn mày luôn quý vị ơi, chứ không thể nào ở sống trên cái đất nước Mỹ này nữa đâu. Trời ơi, trước ngày bầu cử có mấy ngày thôi, đùng một cái rầm rộ các công ty nổi tiếng trên cái quả địa cầu này nó báo cáo doanh thu nó không đạt chỉ tiêu. Bà mẹ nó, bây giờ tôi phải chuẩn bị một cái bao bố và một cái cây móc để tôi về Việt Nam tôi đi móc bọc đi. Chứ sống trên cái đất nước Mỹ này tôi thấy là không ổn rồi đó. Dưới cái chính quyền ông Bảy này còn lại có vài ngày cuối cùng thôi, mà nó làm cho bà con, cô, chú, bác coi như là ung thư túi, ung thư đầu não, dân dân và dân dân. Rồi nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Chiêu Rì. Số điện thoại là 281-495-4345, nằm trên đường Bel Air trong khu Kim Sơn. Từ trưa ngày hôm qua sau 3 giờ trưa cho đến at this moment, tài khoản của Tony Lê rớt 130.000 đô la. Tài khoản đầu tư của Tony Lê rớt 130.000 đô la từ 3 giờ trưa cho đến at this moment, ok? 130.000 này có thể nói Việt Kiều ở Mỹ làm suốt cuộc đời chưa để dành được. Có rất là nhiều người Việt Nam sống trên cái đất nước Mỹ này cả cuộc đời chưa có trong nhà băng, trong tay 130.000 dư giả, chưa có. Chưa đầy 12 tiếng tôi rớt 130.000. Bà bố đó, ok, bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới miền Nam California. Vào ngày hôm qua tại Sacramento, tiểu bang California, theo như công tố viên liên bang cũng như là chính quyền của ông Gavin Newsom loan báo trên cái tờ báo Bay Area News cho biết là trong mấy ngày vừa qua, FBI đã triệt phá được rất là nhiều nhóm chuyên gia đi cướp ngân hàng rầm rộ khắp nơi ở California. Băng cướp này phần lớn là những người Mỹ, vô gia cư hay là di dân lậu, và những người chiêu, những người mang tên giả và căn cước giả, dân dân và dân dân. Thì đây cũng là cái hậu quả mà tiểu bang California đã mở cửa chào đón những người di dân lậu đâu quý vị. Thế, quý vị thấy rõ ràng không? Và đó cũng là lý do tại sao Tổng thống Trump có một cái chính sách là trục xuất người di dân lậu. Tại vì cái tụi di dân lậu vô đây nó không có đi làm ăn gì được, vậy thì làm sao nó sống? Nó phải đi rình mò để nó ăn trộm, ăn cướp, ăn giật và lừa đảo, đúng không? Ok, nếu nó vô đây mà hợp pháp, hợp lệ, nó có giấy tờ giống như chúng ta thì chúng ta sẽ có công ăn việc làm. Còn cái tụi này nó vô đây là coi như là một con người không có giấy tờ thì nó phải đi ăn cướp. Cho nên vào ngày hôm qua, FBI đã chính thức đăng đàn loan báo cho người dân California biết là họ đã mới vừa tóm được
một nhóm chuyên gia đi cướp ngân hàng rầm rộ khắp nơi ở California. Bà con cô chú bác nào ở Cali khi mà đi vào nhà băng, cẩn thận củi và lửa trước khi đi vào, phải nhìn trước nhìn sau, nhìn phải nhìn trái, cũng như sau khi đi ra cũng phải nhìn nhé. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Vào ngày hôm qua, đùng một cái thì trong một cái cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với phóng viên báo chí là hạ lệnh cho quân đội Kiev, tức là lực lượng quân đội của Ukraine, có thể hành động ngay lập tức, có thể quánh lính Triều Tiên ngay lập tức nếu lính Triều Tiên dám vượt vào biên giới của Ukraine. Đây, trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì CIA của Mỹ, tình báo của Mỹ đã chính thức confirm tức là gì? Đính chính sự thật là lính Triều Tiên đã cùng với lính Nga để mờ quánh Ukraine trong suốt thời gian vừa qua. Hình như là khoảng 10.000 binh sĩ của Triều Tiên đã đến Nga và đã cùng với lính Nga vượt biên giới đi vào lãnh thổ Ukraine để quánh Ukraine. Cho nên vào ngày hôm qua, khi được các phóng viên báo chí hỏi là bây giờ Ukraine phải làm gì khi mà thấy lính Triều Tiên, thì ông Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết là như thế này: ra lệnh cho quân đội Ukraine giết không tha, giết thẳng tay, quánh má nó, nhận nó không ra. Nôm na là như vậy đó quý vị. Tức là không có nể nang Triều Tiên kiểu gì hết cả, cứ thấy nó ở trong lãnh thổ của mình thì cứ quánh nó thôi. Tại vì nó hùa theo thằng Nga, nó quánh thằng Ukraine. Ok, rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, gây cấn tình đời. Trong lúc chỉ còn 5 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ biết ai sẽ là tổng thống kế tiếp của đất nước Mỹ. Thì đùng một cái, vào ngày hôm qua, trong một cái buổi vận động tranh cử gì đó, nôm na là như vậy, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden không biết là ông này đã lỡ miệng, hay là ông ta không biết ông ta đang nói cái gì, hay là ông ta cố tình nói như vậy, ok, để phá hoại bà Harris. Tại vì ông này ông còn tức một cái là tự nhiên ông ta đang tranh cử thì kéo ông ta xuống, đưa bà Harris ra. Cho nên có thể ông này ông đang phá hoại bà Harris. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức la làng la xóm những người ủng hộ Tổng thống Trump là rác rưởi. Những người ủng hộ Tổng thống Trump đa số là người yêu nước Mỹ, yêu người dân, yêu đô la. Vậy mà Tổng thống Mỹ Joe Biden nói là những người ủng hộ Tổng thống Trump là rác rưởi. Quý vị có đồng ý không? Quý vị có chấp nhận cái câu nói này hay không? Cho nên sau khi mà ông Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố cái câu này thì làm cho trái cộng đồng mạng trên cái đất nước Mỹ này 24 tiếng đồng hồ vừa qua, làm cho những người ủng hộ bà Harris, những người đảng Dân Chủ, cả luôn các thượng nghị sĩ đăng đàn chửi ông chú Bảy quá trời là điều thứ nhất. Và tòa Bạch Ốc đã vội vã đính chính ông Bảy, ông nói là ông không có ý như vậy, ông lỡ miệng, ông nói nhầm, nói lẫn, dân dân và dân dân. Nói nôm na thì tòa Bạch Ốc đã đăng đàn đính chính những cái lời nói của ông Bảy là không phải như vậy. Ông ta không phải chửi những người dân Mỹ, dân dân và dân dân, nhưng ông ta đã chính thức nói cái câu đó đó quý vị. Hàng triệu triệu người dân Mỹ đang ủng hộ đảng Cộng Hòa, đang ủng hộ Tổng thống Trump là rác rưởi. Quý vị có đồng ý không? Quý vị có chấp nhận hay không? Không lẽ chúng ta yêu nước Mỹ, yêu người dân Mỹ, yêu đô la, chúng ta là rác rưởi à? Chúng ta yêu bà hàng xóm thì chúng ta mới là con người à? À, thấy chưa? Nó ngặt nghèo cái chỗ này nè. Cái chỗ này là chỗ chúng ta cần phải mổ xẻ nè. Không lẽ chúng ta yêu cái nước láng giềng, Yêu cái nước tào lao mới lao, chúng ta không biết nó là ai, cho nó hàng trăm tỷ đô la, vậy chúng ta là con người? Còn chúng ta yêu người dân Mỹ, yêu nước Mỹ thì chúng ta là rác rưởi. Quý vị có thấy nó ngộ ngộ không vậy? Nếu không yêu người dân Mỹ, không yêu đất nước Mỹ thì làm tổng thống để làm gì? Quý vị trả lời giùm Tony Lê. Ông Bảy, ông không yêu nước Mỹ, ông không yêu người dân Mỹ, vậy ông làm tổng thống để làm gì? Mục đích, mục tiêu ông làm tổng thống để làm gì? Bây giờ mình vào phần số 2, cùng nhau bình luận và mổ xẻ. Hôm nay Tony Lê định không live stream rồi. Từ trưa hôm qua, 3 giờ trưa cho đến bây giờ thua 100 mấy chục ngàn đô la. Live stream không nổi, nhưng mà thôi kệ, ráng lên live. Ráng lên để live stream, để la làng lên cho bà con cô chú bác biết là chuyện gì nó đang xảy ra với cái thị trường xì tóc và cổ phiếu. Trời đất ơi. Alo, một cái bấm like để chúng ta có động lực và tinh thần nha. Cái gì nữa đây, go là cái gì vậy? Ten super chat. Ok. Alright, cái gì đây? Trời ơi, sao dạo này nó ra nhiều cái chức năng mới vậy?
Cái YouTube bây giờ nó đang chỉnh sửa để mà nó ra những cái chức năng giống như là live stream trên TikTok đó quý vị ơi. Tức là chúng ta có cái chỗ để đặt mục tiêu, rồi có cái chỗ để cho quý vị gửi quà, gửi cáp. Hèn chi YouTube bây giờ nó đang thay đổi cái chức năng của nó gần gần giống như là TikTok đó quý vị. Very good, very good. Alo anh Bung Lu nha, hello chị Tracy, good morning chị Kiều Liên, hello chị Tiffany Wang. Good morning anh Hùng Vinh. Buồn quá Tony ơi. Dạ buồn, giờ biết sao giờ anh. Dạ chỉ còn có 5 ngày nữa thôi à. Ráng lết cho đến ngày 6 tới tháng 11 đi quý vị ơi. Hy vọng là Tổng thống Trump thắng cử nha quý vị. Trời ơi. Hello chị Quỳnh Anh, good morning chị Thúy Thanh nha. Good morning anh Hoàng Phan. Đi bầu cho Tổng thống Trump. Dạ đúng rồi. Ai cũng thua hết, đúng rồi anh Thành Lâm ơi. Trời ơi, cái thị trường như thế này mà quý vị thấy nó ngặt nghèo cái chỗ này nè. Chúng ta cận kề ngày bầu cử thì đây cũng là một cái sự kiện mà nó ảnh hưởng rầm rộ tới cái thị trường, đúng không? Thì đùng một cái tự nhiên cũng đúng vào cái tuần lễ này, những cái ông bự trên cái quả địa cầu này báo cáo doanh thu. Trời ơi, phải mà ông đạt doanh thu đi cũng đỡ, cái này ông không đạt doanh thu mới ngặt nghèo. Thấy chưa? Ngày hôm qua ông Facebook không đạt, ông Microsoft không đạt, ông Coinbase, ông Robinhood, ông này ông nọ ông kia không đạt, súng nhau nó không đạt. Trời ơi, ngộ vậy trời. Kinh tế của đất nước Mỹ gì mà mấy ông bự bự trên cái quả địa cầu này toàn là không đạt chỉ tiêu. Vậy thì sao mà cái công ty nó tồn tại trời? Tôi ngặt nghèo cái điều này nè. Tôi đang thắc mắc cái điều này nè quý vị. Cứ mỗi lần báo cáo doanh thu cái nó không đạt chỉ tiêu, mà ngày nào nó cũng vận hành công ty nó làm việc, vậy thôi nó phá sản mẹ cho rồi đi, đúng không? Mày không đạt chỉ tiêu thôi mày đóng cửa mày nghỉ đi, chứ mày mở cửa mà làm việc để làm gì? Mở cửa làm việc mà không đạt chỉ tiêu, cứ mỗi lần công bố doanh thu cái thua lỗ, không đạt chỉ tiêu, vân vân và vân vân. Tào lao quá. Alo, alo chị Nguyễn Thị Huệ, good morning anh Trần Liễu nha. Cảm ơn chị Nguyễn Kim Anh. Dạ, hello chị Hạnh Vũ. Good morning anh Chanh Nguyễn, chịu khó lên like thông báo cho bà con biết về thị trường chứng khoán. Dạ cảm ơn anh nha. Hello chị Tracy. Nếu đầu tư chứng khoán bị sập thì ngừng đi, mở app khác. Gì thôi anh ơi anh à, BB cái gì anh ơi, trời ơi. Tụi em bên Mỹ này không có biết BB là gì đâu anh ơi. Dạ, tụi em chỉ chơi những cái xì tóc nào mà nó nổi tiếng, nó có thực sự chứ nó không ảo đâu anh. Mấy cái BB này nó ảo lắm anh ơi. Mấy cái BB bên nước Việt Nam này nó ảo lắm anh. Dạ, tụi em không có ở trên những cái thị trường ở trên cái đất Mỹ này đâu anh. Dạ. Hello anh Michael Nguyễn nha. Good morning anh Michael Nguyễn. Bà con ơi, bây giờ cái thị trường á nó đang đỏ rực rỡ cả luôn. Cổ phiếu của Tổng thống Trump hồi sáng này mở màn ra là nó 8 tỷ đô. Đùng một cái chưa đầy 15 phút người ta bán rầm rộ ra, nó còn lại có 6 tỷ đô. Thành ra cái giá nó rớt, má nhận không ra. Đó là cái lý do. Hiện tại bây giờ các ông bự báo cáo doanh thu không đạt chỉ tiêu, cho nên các nhà đầu tư rầm rộ bán tháo bán để, bán bỏ của chạy lấy người, cho nên cái thị trường nó rớt. Đó là cái lý do đó. Tony Lê thông dịch như vậy cho bà con dễ hiểu. Đó là cái lý do tại sao nó một màu đỏ, nó rực lửa, là tại vì everybody bán ra cùng một lúc. Ok, cho nên nó rớt, đơn giản. Anh bấm like cho Tony rồi, cảm ơn anh Bung Lu nha. Hello chị Ngân Nguyễn, good morning chị Phương đã đến từ Đài Loan. Hello anh Tú Cần Thơ. Theo anh thì cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ai sẽ thắng? Dạ thì lúc nào em cũng muốn tổng thống Trump thắng, lúc nào bà con cũng muốn tổng thống Trump thắng anh ơi anh à. Nước Mỹ chúng ta không để thể nào để rơi vào tay một người đàn bà, mà đặc biệt người đàn bà này gốc Ấn Độ nữa quý vị nhé. Ví dụ đi, bà này bảo biết làm thì cũng đỡ, cái này bà chẳng biết gì cả ngoài cái chuyện cười và lãnh lương. Quý vị suy nghĩ coi, 300 mấy chục triệu dân Mỹ, 8 tỷ mấy người trên cái quả địa cầu này mà lọt vô tay cái bà này lãnh đạo, thì quý vị suy nghĩ chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ như thế nào? Ok, quý vị tự trả lời đi. Một người phụ nữ mà chẳng có trình độ, chẳng có cái gì kinh nghiệm hết về kinh tế lẫn chính trị, ngoài cái chuyện cười và nói tào lao mới lao tràn lan đại hải, chẳng biết nói cái gì. Hỏi bả một câu, bả trả lời trên trời dưới đất, bả dẫn chúng ta đi dạo vòng quanh một cái biển Thái Bình Dương, quay trở ngược lại đất liền, vẫn chưa trả lời câu hỏi. Rất là nhiều lần phóng viên báo chí hỏi bả dẫn everybody vòng quanh cái biển Thái Bình Dương, sau đó hạ cánh xuống đất liền lại, bả vẫn chưa trả lời cái câu hỏi. Rốt cuộc không ai hiểu bả trả lời cái gì. Thấy chưa? Quý vị suy nghĩ coi, tương lai chúng ta, tương lai đất nước Mỹ mà lọt vào tay cái bà này thì chúng ta sẽ sống như thế nào?
Quý vị trả lời đi, quý vị tưởng tượng đi, tưởng tượng là 4 năm vừa qua bà làm phó tổng thống, chẳng có một cái tích sự gì cho đất nước Mỹ, chẳng có một cái giống quái gì cho người dân Mỹ. Rồi đấy, mà bây giờ bà làm tổng thống một cái nữa thì thôi rồi lộm ơi. Ông lộm nó chắc ông chết từ lâu rồi, mà bây giờ mình phải đào mồ cuốc mã ông lên. Thôi rồi lộm ơi, chứ biết sao giờ. Thua, thôi để tổng thống Trump làm đi quý vị ơi. Alo, alo anh Minh Nguyễn nha. Good morning anh Michael Nguyễn. Cá con đang bị cá mập cắn. Dạ đúng rồi anh Alibaba ơi. Bởi vì tôi nói hôm qua đó, chúng ta có cái chủ đề mà hôm qua chúng ta bình luận á, quý vị nhớ không? Mổ xẻ đó. Trong cuộc đời của con người chúng ta có hai thứ đừng bao giờ để nó cắn chúng ta. Quý vị còn nhớ ngày hôm qua chúng ta có bàn luận cái chủ đề đó không? Quý vị lấy giấy viết ra ghi lại nè. Theo như kinh nghiệm trên cõi đời này của cuộc đời Tony Lê, trong suốt thời gian mà mở mắt chào đời cho đến hiện tại bây giờ, thì Tony Lê suy nghĩ là trong đời chúng ta có rất nhiều thứ có thể cắn chúng ta, nhưng ngoại trừ hai thứ quý vị đừng bao giờ để nó cắn chúng ta, đó là em nhà nghèo và cá mập. Ok, tôi sợ nhất là hai thứ đó. Okay. Cái gì cắn tôi cũng có thể chịu được, nhưng ngoại trừ em nhà nghèo và cá mập, đừng để nó cắn chúng ta. Alright. Tại vì hai cái thứ đó mà cắn chúng ta thì chúng ta chỉ có đi homeless, đi ra ngoài ngủ lề đường, ngủ đèn xanh đèn đỏ, vân vân và vân vân. Quý vị ơi, lấy giấy viết ra ghi lại giùm tôi nè. Theo như kinh nghiệm cuộc đời của tôi, bây giờ tôi chia sẻ lại cho quý vị. Alright. Tôi chưa bị cắn, nhưng mà tôi rút được những cái bài học trên cộng đồng mạng. Tôi chia sẻ lại cho quý vị là trong cuộc đời chúng ta đừng để cá mập nó đốt mình là điều thứ nhất, sẽ nghèo rớt mồng tơi. Điều thứ hai, đừng để các em nhà nghèo táp chúng ta là điều thứ hai, đừng bao giờ. Hai, quý vị tránh hai cái điều đó ra nha, nhớ nha. Cái gì ông bung xà rong ở nước Việt Nam hả? Cái gì vậy? Ông bung xà rong ông về nước Việt Nam rồi kìa. Trời ơi. Ông bung xà rong mấy hôm nay ổng âm thầm lặng lẽ nói của ổng ở nước Việt Nam. Hèn chi tôi không thấy ổng hai ba bữa nay. À, ông đang ở đâu ở nước Việt Nam vậy? À, ông đang ở đâu? À, cho nó xuống mình mua lại vậy à. Anh Tony có bán xì tóc hay còn hô? Trời ơi, còn giữ chứ anh. Đang thua lòi bản họng mà mình bán là mình lỗ chết luôn đó anh ơi. Em đang thua lòi bản họng em đây nè, em đâu có bán bum gì đâu anh. Dạ. Đang thua coi như là không còn chuyện gì để bàn luôn anh ơi. Đây nè. Đó, đang thua rầm rộ đây nè. Gì cũng đỏ lè đây nè. Thằng con bé ngày hôm qua nó không đạt chỉ tiêu. Robin Hood không đạt chỉ tiêu. Rồi cái cổ phiếu tổng thống Trump thì bây giờ á, người ta bán ra, từ sáng giờ người ta bán ra gần 2 tỷ đồng bạc. Người ta sell up gần 2 tỷ. Bây giờ nó còn lại có 7 tỷ. Đó, nói chung cái giá nó còn có 30 mấy đồng bạc. Right here. À, tôi ở Kansas. Kansas tiểu bang này Trump thắng chắc. À, cảm ơn chị nha. À, hello chị Nicky Nguyễn. À, good morning ông Bun Sà Rong nha. Ông về Việt Nam hồi nào vậy ông? Hèn chi mấy hôm nay tôi không thấy ông. Ông về bển ông nhớ ông nhớ ông tìm ông Bùi Chung giùm tôi nha. À, ông nhớ tìm ông Bùi Chung giùm tôi nha. Mấy hôm nay tôi không thấy ông Bùi Chung đó. À, hello chị Thúy Thanh nha. À, cũng đang ở Việt Nam nè. À, chị Thúy Thanh cũng đang ở Việt Nam hả? Chị đang ở Phan Thiết Mũi Né. À, chị Thúy Thanh cũng đang ở Phan Thiết kìa ông Bun Sà Rong ơi. À, cái gì đây? Anh Tony ngồi ủng hộ tổng thống Trump, còn ông Tan Thai ngồi chửi tổng thống Trump. Tan Thai là ông nào vậy? Ai biết ông Tan Thai là ông nào đâu anh? Kệ đi, cho ông chửi đi anh, đâu sao anh. Dạ, thường thường những người nổi tiếng thì có người chửi và người thương anh ơi, kệ, cái chuyện nó bình thường thôi anh. Dạ, ông Tan Thai là ông nào chửi tổng thống Trump vậy? Không phải mình ông chửi đâu anh. Rất là nhiều người chửi tổng thống Trump. Dạ không sao đâu anh. Dạ, con người của chúng ta, đặc biệt là những người nổi tiếng giống như Tony Lê và tổng thống Trump, thì có rất là nhiều người chửi, nhiều người khen, nhiều người mê, nhiều người ghét, vân vân và vân vân. Chuyện bình thường thôi anh. Dạ, ông Tan Thai ông chửi tổng thống Trump vẫn sống nhăn răng mỗi ngày. Ok, không phải ông chửi là tổng thống Trump chết đâu anh, hay là nghèo đó anh, không sao chứ. Những người chửi đó là những người mới là mệt mỏi đó. Tại vì sao? Ông chửi mà tổng thống Trump đâu có nghe, đúng không? Cũng giống như những người mà hay chửi Tony Lê là tại sao binh tổng thống Trump á. Những người đó chửi Tony Lê, những người đó mệt, chứ Tony Lê đâu có mệt. Tại vì Tony Lê đâu có nghe đâu mà mệt. Người ta chửi mình người ta mới mệt. Alright.
Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Chiêu Rì nằm trên đường Bao La trong khu Kim Sơn. Số nội là 281-495-4345. Một cái like để chúng ta có động lực và tinh thần quý vị ơi, quý vị à. Hello anh Thuận Nguyễn nha. Em không biết nói gì, chỉ còn biết chúc anh may mắn cố lên. Cảm ơn chị Nguyễn Kim Anh. Hello chị Vân Thúy. Theo hiện tại điểm phiếu qua thư tổng thống Trump vẫn xa. Đúng rồi, chính xác. Hello anh Philip Nguyễn. Cái gì tức quá mấy ông về Việt Nam gì đây, tức quá mấy ông về Việt Nam cắn các em nhà nghèo. Anh Thành Nguyễn ơi, ông bung xà rong này, ổng đâu có biết cắn đâu anh. Răng ổng răng sứ răng giả không, ổng đâu có dám cắn cái gì đâu anh. Ổng cạp cạp với ổng liếm chơi cho vui rồi anh ơi. Trời ơi, cái độ tuổi ông bung xà rong này ổng toàn là răng sứ răng giả không mà ổng cắn ai anh. Trời ơi, đưa tới miệng rồi ổng còn không dám cắn nữa đi mà. Ông bung xà rong chủ yếu là ổng liếm liếm rồi ổng cạp 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 chơi cho vui rồi anh, rồi ổng quay lưng lại ổng đi. Ok. Cái độ tuổi ông bung xà rong gần 60 tuổi rồi, răng sứ răng giả không mà cắn ai. Trời ơi, các em nhà nghèo không cắn ổng thôi chứ ổng mà cắn được ai anh. Không có đâu, ổng về Việt Nam chủ yếu là ổng đi vòng vòng chơi cho vui thôi anh, chứ ổng không có đi cắn các em nhà nghèo của anh đâu mà anh la làng la xóm. Để mình anh cắn á. Để cho một mình anh cắn á. Alright. Không ai dành cắn với anh đâu mà anh lo. Mệt ghê á, ai đâu mà dám dành cắn các em nhà nghèo với anh đâu mà anh la làng. Tôi nói đúng hay sai ông bung xà rong, răng ông răng sứ răng giả không, ông đâu có dám cạp cái gì là điều thứ nhất, không dám cắn ai là điều thứ hai, sợ nó rụng răng. Ok. Cười chảy nước mắt luôn rồi. Ông dòm cho đỡ ghiền thì đó, bởi vì tôi nói ông cạp cạp chơi cho vui rồi các ông quẩy lời ông đi thôi à. Đúng vậy, ai chửi người đó mệt. Hay quá, đúng rồi chị Nguyễn Kim Anh. Tony giả thích hay quá. Dạ. Thông thường quý vị biết á, kể Tony thường hay khuyên quý vị lắm, đừng sân si, đừng ghen ăn tức ở. Tại vì sao? Ví dụ quý vị ngồi trong nhà, quý vị sân si một người nào đó, quý vị ghét một người nào đó, quý vị chửi lồng lộn trong nhà của quý vị, rốt cuộc quý vị đang tức tối, đang ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mà cái người mà bị quý vị chửi á, người ta ở nhà của người ta, người ta đâu có biết chuyện gì đang xảy ra, người ta vẫn sống một cuộc sống an nhàn, vui vẻ, sung sướng cuộc đời, đúng không? Thành ra rốt cuộc mình đang đài đọ mình. Thành ra quý vị bớt sân si, bớt soi mói, bớt chửi bới người khác thì quý vị sẽ an nhàn và vui vẻ. Tại vì mình tự làm khổ mình tự suy nghĩ, mình tự làm mệt cho mình. Tự nhiên cái mình ngồi nhà cái mình tức tối, mình nói trời ơi tao ghét cái thằng này quá, tao tức cái thằng này quá, tại sao nó giàu hơn tao, tại sao nó đẹp trai hơn tao, tại sao nó có nhiều fan hâm mộ hơn tao, đúng không? Ví dụ đó. Okay. Rốt cuộc cái thằng kia nó ngồi nhà đâu biết gì đâu, mình là người tức tối, đúng hay sai? Alright, bớt đi quý vị, bớt đi nhé. DCA vào đi chơi thi 1000 xe lúc 34-85. Chúc mừng anh chơi sành phát nha. Chút xíu nữa em coi coi tình hình như thế nào, có em có tiền để em đi xe không. Con bé rớt te tơ. Đúng rồi anh Khang Bình Hoàng ơi, ngày hôm qua nó không đạt chỉ tiêu, bây giờ chúng ta phải chờ thôi anh ơi. Dạ phải chờ thôi. Dạ. Hello chị Thúy Loan Quỳnh. Anh răng thiệt nè. Anh răng thiệt thì anh có thể cắn anh. Dạ anh không sợ nó rụng, chứ còn mấy ông răng sứ răng giả mấy ông sợ rụng lắm anh. Hello anh Lẩu Hà Tiên nha. Good morning anh Lẩu Hà Tiên. Chào Tony Lê. Cái gì đây. Cảm ơn anh Trơn Danh Đỗ. Good morning chị Lan Ngân. Hello chị Phương Nguyễn. Anh chơi sành phát ơi, cái đi chơi thi á, anh mua giá 34 đồng là ok đó anh. Em thấy nó hợp lý hợp lệ, tại vì còn 5 ngày nữa là tới ngày bầu cử rồi. Thấy chưa? Thành ra em suy nghĩ là anh vô cái giá 34 đồng là quá hợp lý hợp lệ đó. Hello chị Chim Mì Đăng nha. Bây giờ mua Robin Hood để lon thơm. Đúng rồi chị, đúng rồi anh Hùng Nguyễn, chính xác. Cái thằng Robin Hood này nếu mà mình để lon thơm đó là very good. Tại vì sao? Chỉ có cái doanh thu kỳ này nó không đạt chỉ tiêu thôi quý vị. Chứ thằng Robin Hood là Tony Lê cũng rất là tâm đắc đó. Bỏ rất là nhiều tiền vô nó, nhưng mà ngày hôm qua thì nó làm mình disappoint, nó làm mình bị thất vọng. Nhưng mà không sao, một lần thất bại chưa phải là thua, mình phải đứng dậy làm lợi nha quý vị. Ngày hôm qua cái thằng con bé, thằng Robin Hood, nó làm cho chúng ta thất vọng là tại vì nó không đạt chỉ tiêu. Nhưng cái đó không phải là the end của cuộc chơi đâu quý vị, không phải là chấm hết cuộc chơi đâu. Đời còn dài, thời gian còn nhiều. Bây giờ mình nằm im, mình chờ đợi. Mình nằm im, mình chờ đợi. Mình chờ đợi nó đứng lại, nó đứng lên để nó phất cờ khởi nghĩa.
Hello anh Bung Lu nha. Good morning chị, cũng mua đi chơi thi. Cảm ơn chị Lan Trần. Sao SMCI xuống? Dạ đúng rồi anh. Dạ anh nghe nói cái ông gì đó, ông từ chức á. 478, cảm ơn chị Vicky Don. Hôm qua bên Na Uy đổi giờ. Thì ra là như vậy. Bên em chủ nhật này mới đổi giờ. Hồi sáng thấy nó xanh, bây giờ nó đỏ như máu. Đúng rồi anh ơi, dạ. Trưa nay 3 giờ trưa chúng ta sẽ có Apple với Amazon. Trời ơi, ghê cấn quá rồi. Ngày mai sáng sớm chúng ta sẽ có một cái thông tin về cái công ăn việc làm, về cái tỷ lệ thất nghiệp. Ngày nào nó cũng có thông tin hết đó, mà không có thông tin nào tốt hết nha. Toàn là thông tin xấu không à quý vị. Ngặt nghèo ở chỗ này nè. Ngày nào chúng ta cũng có thông tin, nhưng mà toàn là ra thông tin tào lao với lao không à. Không có thông tin nào tốt á. Cái gì đây? Hello chị Cindy Lee, good morning anh Tuấn Quỳnh nha. Anh vẫn còn ở nước Việt Nam hả? Vậy thì anh đi gặp ông Bung Sà Rông đi. Ông Bung Sà Rông ổng cũng đang ở nước Việt Nam kìa. Hello chị Kim Lương. Dạ em không có biết những người YouTuber kia đâu anh chị nhé. Dạ em ít có để ý tới những người YouTuber khác lắm anh chị ơi. Thành ra em hạn chế bình luận tên của những người đó, hay là kêu tên những người đó. Tại vì thứ nhất em không có khùng đâu mà em kêu tên những người đó là em đang quảng cáo miễn phí cho họ. Quý vị nhớ kỹ nha. Tự nhiên trong cái livestream của mình kêu tên một ông YouTuber nào đó là mình đang quảng cáo cho họ đó. No. Tony Lê, cái đầu Tony Lê chất xám á, number one. Tony Lê không bao giờ mà quảng cáo tào lao mới lao cho những cái YouTuber đó đâu, hay là bất cứ một ai. Ok. Tony Lê không bao giờ kêu tên ai trong cái livestream của mình. Muốn tao kêu tên những YouTuber đó, mày phải trả tiền quảng cáo đi, ví dụ đó. Chứ không có cái chuyện mà tao kêu tên mà tao quảng cáo free cho mày. No. Rồi, thành ra tôi lợi ích có bao giờ bàn luận tới ai lắm anh chị ơi. Dạ. Alo, chị Mary Nguyễn. Chào Tony Lê đẹp trai. Cảm ơn chị. Hello chị Lisa Vong nha. Cái gì đây? Ông Trump về quê lái xe đổ rác rồi anh. Bỏ phiếu cho bà Kamala đi. Vậy à, ok anh Thành Nguyễn. Anh bỏ đi chứ anh xúi em bỏ làm gì anh. Dạ. Anh bỏ đi chứ anh xúi em làm gì? Thì anh muốn bỏ phiếu cho bà Cà Má Lá thì anh bỏ đi chứ anh xúi tụi em làm gì anh? Dạ. Anh yêu bà, anh thích bà. Thì anh cứ bỏ đi anh, không sao đâu. Kệ tổng thống Trump về quê lái xe đổ rác cũng được anh, không sao chứ. Không sao chứ. Mỗi người ta có một cái chí hướng khác nhau anh nha. Dạ. Hello anh Chí Nguyễn. Tony chỉ nhắc tới cái tên Mr. Dollar thôi. Dạ đúng rồi anh ơi. Dạ hello anh Việt Nguyễn nha. Hôm nay mình may mắn được Tony gọi tên. Cảm ơn Kevin Hoàng. Hiện tại bây giờ mà cũng còn có rất là nhiều người Việt Nam ủng hộ bà Cà Má Lá đó quý vị nhé. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nha. Cẩn thận củi lửa nha. Tony ơi, phải năng ấy thì cổ phiếu nó mới lên. Cuộc sống của thường dân của cả hai phía ở trong cái blue line, tức là cái đường biên giới giữa hai bên, và trong đó bản thỏa thuận này nhắc lại về việc nỗ lực của quốc tế nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng và phát triển kinh tế thông qua Lebanon và ổn định cũng như là thịnh vượng của khu vực. Đây được xem là bản báo cáo từ phía Khan News đưa ra, và phía của phát ngôn viên Hội đồng Bảo an của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết là có rất nhiều những bản báo cáo về cái bản dự thảo này. Tuy nhiên nó không phản ứng tất cả những cái cuộc đàm phán trong thời gian gần đây. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, đã gia tăng các lời kêu gọi là cáo buộc di dân bất hợp pháp đã có hành động thù ghét sau khi mà bắn một người đàn ông gốc Do Thái. Bản tin mới nhất cho biết thì các lãnh đạo của cộng đồng Do Thái ở tại Chicago đã kêu gọi cảnh sát là truy tố di dân bất hợp pháp bị cáo buộc là đã bắn một người đàn ông Do Thái và bị truy tố tội thù ghét. Theo tường trình của một tổ chức Do Thái tại đây đã nói chuyện với lại thị trưởng trong vấn đề gọi là liên quan tới vụ bạo động này. Người di dân này có tên gọi là Sidi Mohammad Adalahi, vốn là một di dân bất hợp pháp đến từ cái quốc gia gọi là Mauritania ở tại Phi Châu, đang đối diện với 14 án trọng tội. Tuy nhiên, trong đó lại không có cái tội liên quan tới thù ghét chủng tộc, mà đa số liên quan tới tội âm mưu sát hại người khác và hàng chục lần, trong khi mà ông ta đã tìm cách bắn người đàn ông này tại một giáo đường Do Thái giáo ở tại Chicago. Và các giới chức lãnh đạo của cộng đồng Do Thái tại địa phương tin rằng đây là hành động thù ghét, tuy nhiên lại không có cáo trạng liên quan tới thù ghét. Cảnh sát cho biết người đàn ông 39 tuổi này
Ông ta đã tấn công người đàn ông 39 tuổi vào hôm thứ Bảy ở tại khu vực phía Tây của Chicago, và cảnh sát cho biết nghi can được xác nhận là có ít nhất là 30 phút trong vụ bắn này, và ông ta bị cáo buộc là đã có những hành động lên tiếng và có những ngôn ngữ thù ghét khi mà ông ta có cuộc chạm súng với cảnh sát trước khi mà ông ta bị bắt giữ. Và cảnh sát cho biết là họ đã có phục hồi cái vũ khí tại hiện trường sau khi mà ông này đã quăng vũ khí và tìm cách gọi là bỏ trốn trước khi cảnh sát bắt giữ ông ta. Nạn nhân đã bị bắn vào trong cái vai và đã phục hồi khi trở về nhà, theo tường trình cho biết. Và hiện nay trong ngày thứ ba thì thị trưởng của thành phố Chicago là Braden Johnson, một thành viên của đảng Dân Chủ, đã công bố một bản statement lên án vụ tấn công này. Và trong đó thì tuy nhiên ông không nhắc nhở gì tới nạn nhân là một người Do Thái giáo. Đây được xem là một trong những cái lời áp lực của các lãnh đạo của cộng đồng Do Thái tại đây để kêu gọi việc truy tố tội thù ghét đối với hung thủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một tiểu ủy ban nằm trong Hạ viện đã đề nghị là truy tố đối với lại thống đốc, cựu thống đốc của tiểu bang New York. Một tiểu ủy ban đã có dự tính là sẽ đề nghị là cựu thống đốc của tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo, một thành viên của đảng Dân Chủ, với Bộ Tư pháp là phải truy tố ông này tội dối trá trước Quốc hội sau khi tờ New York Times và các cơ quan truyền thông đã báo cáo vào ngày thứ Tư. Tờ báo này báo cáo rằng là việc đề nghị trong lá thư gửi ra từ cái ủy ban đặc trách về vấn đề gọi là đại dịch 19 đã gửi cho Bộ Tư pháp vào ngày thứ Năm. Lá thư này đã không có ký bởi thành viên cao cấp của ủy ban, đặt ra là một thành viên của đảng Dân Chủ, mà được xem là một trong những cái đề nghị đưa ra để truy tố với lại ông Andrew Cuomo, và đề nghị là truy tố hình sự này sau khi ông ta đã có những lời dối trá với lại Quốc hội. Các luật sư đại diện cho ông Cuomo đã gửi lá thư cho Bộ Tư pháp trong ngày thứ Tư và yêu gọi cầu điều tra về tiểu ủy ban trong cái gọi mà họ gọi là tiềm năng có thể là lạm dụng quyền lực sau khi có một bản báo cáo và một lá thư đã được nhìn thấy bởi hãng thông tấn Reuters. Và phát ngôn viên của ông Cuomo đã viết trong email nói rằng đây là hành động lạm dụng tiền thuế của người dân và hành động bất hợp pháp tại Quốc hội khi mà họ đã lạm quyền điều tra. Trong khi đó thì tiểu ủy ban đề nghị là tập trung vào một cuộc điều trần kín khi mà ông Cuomo đã ra điều trần trước Quốc hội vào đầu năm nay theo thường định của tờ New York Times. Và trong đó thì ông Cuomo đã nói với lại ủy ban là ông ta không hề có cái việc duyệt xét và có những cái mặt xác lệnh cho cái cơ quan y tế của tiểu bang New York trong việc mà hàng ngàn cái nursing home tại đây đã có những người đã bị chết vì trong cái đại dịch, và trong đó quy trách nhiệm cho ông ta là có những cái hành động được xem là khiến cho đại dịch bị chết nhiều người. Tuy nhiên đã chỉnh sửa con số và giảm đi số lượng người chết trong các cái nursing home. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết là Tòa Bạch Ốc có thể vi phạm luật khi mà họ cố tình chỉnh sửa bản transcript liên quan tới lời phát biểu của ông Joe Biden trước đây. Bản tin mới nhất cho biết thì chủ tịch và hội nghị Đảng Cộng hòa tại Hạ viện là bà dân biểu Elise Stefanik cùng với lại chủ tịch Ủy ban giám sát của Hạ viện là ông James Comer trong ngày thứ Tư nói rằng Tòa Bạch Ốc đã công bố một bản transcript và trong đó đã sửa lời nói của ông Joe Biden khi mà ông ta gọi các người ủng hộ ông Trump là rác rưởi, có thể đã vi phạm luật liên bang. Trong cú điện thoại ra một cái đoạn video trong ngày thứ Ba, ông Joe Biden đã lên tiếng và gọi những người ủng hộ cho ông Trump là rác rưởi. Tuy nhiên Tòa Bạch Ốc trong bản transcript và cái người phát ngôn viên đưa ra đã tìm cách giảm đi cái lời nói của ông Joe Biden bằng cách là họ sửa lại một số những cái ngôn ngữ ở trong cái bản transcript này và nói rằng đây là một cái hành động mà được phát ra từ ở một cái tay hài hước đã được gọi cái đảo quốc Puerto Rico là một cái đảo quốc rác rưởi. Và bà Stefanik cùng với ông Comer đã gửi lá thư cho cố vấn của Tòa Bạch Ốc là Edward Sitko trong ngày thứ Tư đòi hỏi là phải đưa đầy đủ tất cả bản transcript này, bao gồm luôn cả những cái đoạn audio và những cái đoạn nói chuyện trong lúc mà ông ta phát biểu. Và chỉ dưới một tuần lễ, người dân Hoa Kỳ đang tìm cách gọi là có cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Họ đã chọn giữa hai ứng cử viên, tổng thống Trump hoặc là bà phó tổng thống Kamala Harris, và ông tổng thống Joe Biden đã có một cái chính sách không có được gọi là phổ thông lắm và có những tai tiếng và liên quan tới cái tính chất gọi là ông ta đang bị gọi là thiếu nhận thức, và điều này là ông ta đã không chọn ra tranh cử lần thứ hai. Và người dân Hoa Kỳ đang tình nghi là ông Joe Biden, người đang tìm cách hỗ trợ cho bà Kamala Harris trong chiến dịch tranh cử, đã có những lời phát biểu và gọi một nửa người ở trong quốc gia này là rác rưởi. Và sau đó thì Tòa Bạch Ốc đã cho chỉnh sửa những cái ngôn ngữ của ông Joe Biden trong cái văn bản được gửi ra, và điều này có nghĩa là vi phạm luật của liên bang và chúng tôi yêu cầu cung cấp tất cả những chứng từ. Đây được xem là một trong những cái giám sát của ủy ban giám sát tại Hạ viện sau khi Tòa Bạch Ốc đã cố tình chỉnh sửa bằng văn bản trong cái lời nói phát biểu trên video của ông Joe Biden. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày nay, đảng Cộng Hòa dự tính là họ sẽ thắng được 52 ghế quyền đa số tại Thượng viện. Bản tin mới nhất cho biết thì đảng Cộng Hòa dự tính rằng họ có thể sẽ kiểm soát lại sàn Thượng viện với ít nhất là 52 ghế. Trong đó thì hiện nay đảng Dân Chủ đang nắm đa số. Ở điểm này, chúng tôi có thể có được 52 ghế. Đó là một trong những nhân vật hoạt động cho đảng Cộng Hòa đã nói với tờ The Hill và chỉ ra cho thấy riêng tại Ohio thì đảng Cộng Hòa đã chi ra trên 20 triệu Mỹ Kim trong chiến dịch tranh cử. Trong đó để gia tăng cái mức điểm của ông Bernie Moreno được xem là đang ra tranh cử với lại người đương nhiệm là thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là Sherrod Brown. Và nếu chúng tôi không thắng trong cuộc đua này thì cựu tổng thống Trump cũng sẽ thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và hiện nay đang có khoảng 8 tới 10 điểm. Đó là lời phát biểu như trên. Và Ohio được xem là một nơi có thể đảng Cộng Hòa lấy lại được cái ghế của Thượng viện. Trong khi đó thì hai tiểu bang được xem là đang nắm chắc trong tay là West Virginia và Montana. Tại West Virginia thì thượng nghị sĩ Joe Manchin, người từ lâu nay nắm ghế thượng nghị sĩ, đã không còn ra tranh cử và trở thành một chính trị gia độc lập sau khi mà ông tuyên bố về hưu. Và thống đốc của tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa là Jim Justice được xem là nhân vật rất nổi tiếng tại đây, hiện nay đang dẫn trước cái nhân vật gọi là thị trưởng Glenn Elliott của đảng Dân Chủ và gần như là họ đang tìm kiếm cái thơm đầu tiên trong cái vai trò là thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang. Và tại Montana thì nơi được xem là cái tiểu bang đỏ thì nhân vật của đảng Cộng Hòa là Tim Sheehy